tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn để nhận biết được tinh dầu tràm nguyên chất với các loại dầu tràm, tinh dầu tràm giả và tinh dầu tràm bị pha tạp. Ở đây thì mình đang có hai loại tinh dầu tràm, một là tinh dầu tràm Huế của Sam Natural và hai là một loại tinh dầu tràm mà mình mua được ở bên ngoài. Các bạn có thể dễ dàng phân biệt được các loại tinh dầu tràm nguyên chất với các loại tinh dầu tràm giả, tinh dầu tràm bị pha tạp dựa trên màu sắc, mùi hương, bôi lên da và các thí nghiệm đơn giản. Đầu tiên thì để phân biệt tinh dầu tràm nguyên chất với các tinh dầu tràm khác, một cách dễ dàng nhất đó chính là bằng mắt thường nhìn thông qua màu sắc. Ở đây thì các bạn có thể thấy là với một chai tinh dầu tràm nguyên chất thì sẽ có màu vàng nhẹ, vàng mà nó sẽ trong, nó chỉ hơi vàng thôi. Còn nếu như với chai tinh dầu mà có bị pha tạp hoặc tinh dầu tràm giả thì sẽ có màu vẩn đục và sẽ có váng ở trên bề mặt của chai. Tiếp theo đó chính là dựa trên mùi hương. Đối với các loại tinh dầu tràm nguyên chất thì khi bạn mở nắp ra và cái mùi hương của nó sẽ chỉ thoang thoảng nhẹ và nó rất là dễ chịu, không hề có mùi hôi hay là mùi hắc như là dầu gió. Còn đối với các loại tinh dầu tràm bị pha tạp hay là tinh dầu tràm giả thì cái mùi của nó khi mà mở nắp ra sẽ rất là nồng và nó sẽ có mùi hắc như là mùi dầu gió, khiến cho người dùng cảm thấy rất là khó chịu. Và bây giờ thì mình sẽ thử lắp hai chai dầu tràm này lên để xem sẽ có hiện tượng gì xảy ra các bạn nhé. Tinh dầu tràm nguyên chất khi lắc lên sẽ có bọt khí nhỏ và tan rất nhanh. Còn với các loại tinh dầu tràm khác bị pha tạp hoặc tinh dầu tràm giả thì sẽ có rất nhiều bọt và rất lâu tan. Và để mọi người hiểu rõ hơn về cách nhận biết các loại tinh dầu tràm thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ để mọi người có thể dễ dàng theo dõi các bạn nhé. Với các loại tinh dầu tràm nguyên chất thì sẽ thấm rất nhanh vào bề mặt và không hề có cặn vẩn ở trên bề mặt. Còn với các loại tinh dầu tràm giả hoặc là tinh dầu tràm bị pha tạp thì các bạn thấy là nó sẽ có cái màu vàng như là mỡ và trên bề mặt nó không tan. Nhưng các bạn thấy là nó đang chảy hết trên bề mặt và nó có vẩn lên, thậm chí là nổi váng ở trên bề mặt. Như này thì mọi người sẽ nhìn thấy cách so sánh dễ dàng nhất và trực diện nhất về hai cái sản phẩm các bạn nhé. Với các loại tinh dầu tràm xịn như thế này thì các bạn có thể dễ dàng mua được trực tiếp lên da, thậm chí là da cho cả trẻ nhỏ mà không sợ bị bỏng rát hay là khó chịu như là dầu gió. Còn đối với các loại tinh dầu tràm khác thì khi bạn mua trực tiếp lên da tay thì bạn thấy rất là nóng rát và đôi khi là sẽ có thể mẩn đỏ. Hy vọng thông qua video này thì các bạn sẽ có thể nhận biết được tinh dầu tràm nguyên chất và tinh dầu tràm giả, tinh dầu tràm bị pha tạp để không mua phải những loại sản phẩm kém chất lượng gây hại cho sức khỏe các bạn nhé.